Xã Hoàng Xuân ngày nay, trước đây vốn là hai xã Hoàng Khánh và Hoàng Xuân, có vị trí địa lý nằm ở phía tây bắc huyện Hoàng Hóa, nằm dọc theo con sông Mã, là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử, có diện tích 13,45 km², dân số trên 7.702 người. Hoàng Xuân với sông dài, núi cao, đẹp tựa bức tranh sơn thủy hữu tình, là vùng đất hiếu học, khoa bảng, cần cù sáng tạo trong lao động, sản xuất, anh dũng kiên trung trong kháng chiến chống ngoại xâm. Cây đa giếng nước mái đình, làng quê người Việt yên bình nên thơ. Đó là hình ảnh thân thương của làng quê Việt Nam, nó nằm trong tâm và trí của tất cả mọi người. Mỗi một làng quê của chúng ta đó cũng là nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Quê hương Hoàng Xuân đang từng ngày thay da đổi thịt, một vùng quê đã sinh ra và nuôi lớn những dòng họ, những gia đình giàu truyền thống dân tộc. Quê hương là người mẹ Tảo Tần đã sinh ra chúng ta, và tiếng hát ru của mẹ ru ta từ thủa lọt lòng, còn lắng đọng suốt cả cuộc đời. Quê hương là người cha già bình dị như cây tre khóm trúc, hiên ngang vượt qua mọi bão táp phong ba, lam lũ để nuôi ta khôn lớn. Quê hương chứa đựng bao tình cảm bình dị thiêng liêng như vậy, cho nên dù đi đâu, ở đâu, mỗi người con đất Việt đều nhớ về quê cha đất tổ với tấm lòng trong sáng và tha thiết nhất. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, có tổ tiên trước, tiếp sau có mình. Mảnh đất quê hương, trái thơm quả ngọt, tình thương mặn mà. Việc họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ. Đối với tổ tiên nòi giống, thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà mới có bố mẹ mới có mình. Ai cũng biết, công lao sinh thành dưỡng dạy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, lịch sử dân tộc cũng như các dòng họ có lúc suy lúc thịnh. Để tồn tại và phát triển được như ngày nay, các dòng họ đều đã đóng góp bao nhiêu mồ hôi công sức và cả xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Vì thế, trong tâm khảm của mỗi người, dù nói ra hay không nói ra, ai cũng muốn mỗi dòng họ có được một ngôi nhà để thờ các bậc tiên linh tổ phụ. Nhà thờ họ là mái nhà chung để hàng năm con cháu các thế hệ về làm lễ dâng hương tạ ơn tiên tổ. Nhà thờ còn là nơi hội họp của dòng họ, bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế sách giáo dục con cháu sống có đạo lý, hòa hợp với cộng đồng, vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Ẩm thủy tư nguyên, uống nước phải nhớ đến nguồn. Mộc xuất thiên chi do hữu bản, thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên. Cây mọc nghìn cành nhờ có gốc, nước chảy vạn nơi bởi có nguồn. Vì thế, thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Bất cứ thời nào khi đất nước thanh bình, điều kiện cho phép thì con cháu phải có nghĩa vụ xây dựng tu tạo lăng mộ tổ tiên nhà thờ họ. Coi đây là nghĩa cử làm người, là việc thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với các bậc tiên linh tổ phụ của mình. Người xưa quan niệm âm phù dương trợ, dù làm việc gì, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng tiên linh không phù hộ độ trì thì có thành công đến mấy cũng không trọn vẹn
Theo truyền khẩu, cách đây khoảng gần 200 năm, nhà thờ tổ họ Lê được xây dựng cùng với nhiều họ tộc trên mảnh đất xã Hoàng Xuân này. Nhà thờ tổ họ Lê uy linh, tọa bắc hướng nam, hướng về nơi non nước Điệp Trùng. Trải qua nhiều biến cố và sau nhiều năm, cùng với sự bào mòn của thời gian, từ đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Chiều theo ý chỉ của tiên tổ và ý nguyện của anh em con cháu gia tộc họ Lê, nhất tâm thành kính, dâng lên tổ tiên một ngôi từ đường để con cháu xa gần được có dịp về tri ân, phụng sự tiên tổ. Phát huy truyền thống vốn có về sự nhiệt tình, vô tư và đầy trách nhiệm của các thế hệ đứng đầu dòng tộc, cùng với sự đoàn kết nhất trí của con cháu gần xa, ngày 5 tháng 3 năm 2020, tức ngày 12 tháng 2 năm Canh Tý, chính thức khởi công công trình xây dựng tổ đường họ Lê. Trong khoảng thời gian hơn 8 tháng, công trình được hoàn thành một cách tốt đẹp và viên mãn. Vạn đại càn không hưng kiến tạo, cửu thiên nhật nguyệt đức lưu quang. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ. Việc làm ấy sáng mãi tới chín phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi khối óc, con tim ta còn biết nghĩ đến điều phải trái, biết mưu cầu hạnh phúc cho đời ta mà quên việc tri ân tiên linh tổ phụ, quên đi nghĩa vụ với dòng tộc, với cộng đồng làng xã. Toàn thể họ tộc quyết tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ là để mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi giỗ tổ, con cháu cùng về đây thắp hương lễ tổ, cho tâm mỗi người chúng ta trong sáng hơn, sống có đức hơn, có trách nhiệm hơn với dòng tộc, với làng xã, cùng dòng tộc làng xã chung tay xây dựng một nếp sống mới, ngày càng có văn hóa hơn, thân thiện hơn, ấm no và hạnh phúc.